Á hậu Thảo Nhi Lê khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ ngồi ghế trong ban bình luận sau hẹn hò đảo Thiên Đường được mua bản quyền từ Hàn Quốc. Tại họp báo, người đẹp có biểu cảm để đời khi bị hỏi khó về người yêu cũ. Thảo Nhi Lê là nàng hậu thời gian qua luôn được công chúng yêu thích, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tư duy nổi bật mà những hoạt động nghệ thuật của Á hậu Hoàng vũ Việt Nam cũng được đánh giá cao. Sau cú khuynh đảo liên hoan phim Cannes 2024, là celeb Việt Nam hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ, thì mới đây Thảo Nhi Lê còn gây bất ngờ khi trở thành một trong những thành viên của ban bình luận tại show truyền hình thực tế về hẹn hò lần đầu tiên lên sóng tại Việt Nam là đảo Thiên Đường. Tại buổi họp báo mới đây, Thảo Nhi Lê càng khiến dân tình quan tâm hơn nữa khi cô bất ngờ bị hỏi khó chuyện yêu đương réo tên người yêu cũ. Theo đó, nàng hậu bị đưa ra ví dụ vì có người yêu cũ tham gia show hẹn hò là người ngồi ở ghế ban bình luận, cô sẽ thấy ra sao? Khá bất ngờ trước tình huống này, nhưng Thảo Nhi Lê vẫn rất khéo léo trả lời. Á hậu Việt Kiều chia sẻ, bạn của Nhi có tham gia chương trình hẹn hò này nhưng chỉ là bạn bình thường thôi. Mình cũng ngạc nhiên vì bạn của mình cũng tham gia chương trình. Còn về danh tính bạn đó, Nhi mong mọi người sẽ đón xem chương trình. Còn hiện tại, Nhi xin giữ bí mật. Khi được hỏi thêm về cảm xúc khi ngồi ở ghế ban bình luận, Thảo Nhi Lê giải bày, tôi thấy chương trình vui, kịch tính, tình cảm, người chơi dễ thương. Với vai trò ban bình luận, tôi giữ tinh thần thoải mái. Hiện tại tôi là ban bình luận, nếu có tham gia thì có lẽ là qua mùa 2. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích chương trình. Mỹ Nhân cũng khéo léo khẳng định đang độc thân, hài hước phủ nhận chuyện từng có nhiều người yêu cũ trước truyền thông. Bên cạnh Thảo Nhi Lê, show còn có sự góp mặt của Harry Won, Diệu Nhi, đạo diễn Lê Hoàng trong ban bình luận. Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn sản xuất, cái tên của anh dường như bảo chứng cho sự thành công của chương trình. Anh chia sẻ về lý do nhận lời thực hiện. Tôi từng có phim remake của Hàn Quốc rất thành công và từng hợp tác với đoàn phim quốc tế. Làm được gì với nghề tôi sẽ làm hết sức. Sau khi kết thúc dự án, tôi mong muốn đồng nghiệp nước ngoài từng thực hiện chương trình tại Việt Nam sẽ trở lại và tiếp tục thực hiện nhiều dự án khác. Bạn gái tôi rất thích xem chương trình này và ủng hộ tôi tham gia với vai trò cố vấn. Anh đi làm đi, chương trình này hay lắm. Cô ấy chia sẻ với tôi, Đảo Thiên Đường là chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam, được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Cát Tiên Sa thực hiện. Chương trình được mua bản quyền và phối hợp sản xuất với đài JTBC Hàn Quốc. Người chơi tham gia Đảo Thiên Đường là những người trẻ đang trong tình trạng độc thân, đến từ nhiều lĩnh vực công việc khác nhau ở Việt Nam và Hàn Quốc. Với khát vọng tìm kiếm tình yêu, họ sẽ vượt qua những rào cản về vị trí địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, lối sống của hai đất nước Việt Hàn để cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất, chính là chinh phục trái tim của người mà họ yêu thương. Là một show hẹn hò, nhiều khán giả cũng nghi ngờ về tính chân thực của Đảo Thiên Đường. Nhà sản xuất cũng đã lên tiếng nói thẳng, chân thật đến từ nhiều yếu tố, không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài. Điều quan trọng là cảm xúc, sự thấu cảm sẽ chinh phục khán giả. Ekip chúng tôi tạo không gian bối cảnh để người chơi gặp nhau và có cơ hội tiếp xúc, từ đó cảm xúc của mỗi người được bộc lộ. Yếu tố ngoại hình quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với kinh nghiệm sản xuất các chương trình phát sóng giờ vàng Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bảo đảm được chất lượng của Đảo Thiên Đường.